kênh truyền hình Đức đến Việt Nam làm phim tài liệu và phản ứng bất ngờ của cộng đồng mạng thế giới. Các bạn thân mến, cách đây 3 tháng, kênh truyền hình Đức có tên là DW Documentary đã đăng tải một video phim tài liệu mang tên Chuyến tàu hỏa xuyên Việt từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Video này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng quốc tế khi đạt gần 800.000 lượt xem trên YouTube. Bộ phim tài liệu mô tả về cuộc hành trình của chuyến tàu hỏa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim này khám phá nhiều khía cạnh của Việt Nam, từ lịch sử và văn hóa đến cảnh quan tự nhiên. Bắt đầu tại Hà Nội, quảng trường lịch sử chứng kiến nghi thức hàng ngày của việc nâng cờ. Qua đó, kênh truyền hình giới thiệu về bối cảnh lịch sử của đất nước và ý nghĩa của tuyến đường sắt trong sự phát triển của Việt Nam. Tại trung tâm phố cổ Hà Nội là Hồ Hoàn Kiếm, gần 50 năm sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều người dân có cái nhìn tích cực về tương lai. Cơ sở hạ tầng giao thông đang nỗ lực theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của đất nước, bao gồm cả đường sắt và đường bộ. Bộ phim tài liệu tiếp tục thảo luận về sự phát triển hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường sắt và sự nguy hiểm mà những người gác đường sắt phải đối mặt hàng ngày trong công việc của họ. Chẳng hạn như câu chuyện của người bảo vệ đường sắt đã trải qua 12 năm làm việc theo ca 12 giờ với rất nhiều trách nhiệm. Rồi những người dân đang sống quanh đường sắt và gắn bó cuộc sống của mình với đường sắt, tạo ra một bức tranh sống động về cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam. Cuối cùng, bộ phim tài liệu kết thúc bằng việc tôn vinh sự thống nhất và hòa bình của Việt Nam với những cảnh về di tích lịch sử và văn hóa và tàu hỏa Bắc Nam như một biểu tượng của sự thống nhất dân tộc và tinh thần hòa giải sau những thời kỳ khó khăn của chiến tranh. Việt Nam thống nhất kể từ khi miền Nam Việt Nam giải phóng và sự thống nhất của các chuyến tàu đã nối lại từ Hà Nội đến Sài Gòn và đã đưa công dân hai miền đất nước đến gần với nhau với mỗi chuyến tàu tốc hành thống nhất đưa mọi người từ Bắc vào Nam và ngược lại. Trong buổi sáng thứ hai trên tàu, đài truyền hình đã phỏng vấn một cô tên là Nguyễn Thị Hai và cô nói rằng: "Tôi rất vui khi thấy đất nước của chúng tôi thống nhất bất cứ khi nào tôi đi chuyến tàu này. Bây giờ tôi không còn nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa miền Nam và miền Bắc. Đó là lý do tại sao tôi thích đi trên chuyến tàu này." Chuyến tàu không chỉ là biểu tượng của sự thống nhất đất nước mà còn đưa người dân hai miền từng là thù địch của đất nước xích lại gần nhau hơn một chút. Đó là chuyến tàu biểu tượng của đất nước thống nhất, một chuyến tàu hòa giải của một dân tộc từng bị chia cắt cay đắng. Đó là một vài nội dung của bộ phim tài liệu này. Bộ phim tài liệu của đài truyền hình Đức này luôn nhấn mạnh vào sự hòa giải của hai miền Nam Bắc Việt Nam và có vẻ không muốn nhắc đến sự tham gia của Mỹ, sự tàn bạo của lính Mỹ, chất độc màu da cam hay bom napalm. Việt Nam chúng ta gọi cuộc chiến này là kháng chiến chống Mỹ, trong khi theo sự tuyên truyền của truyền thông Mỹ và phương Tây thì đây là một cuộc nội chiến của Việt Nam và là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Vì vậy, các bạn hãy nên cẩn trọng khi tiếp cận với những thông tin như thế này nhé! Quay trở lại video này, cư dân mạng quốc tế đã bình luận những gì bên dưới video. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Tôi là người Trung Quốc, đã sống ở Việt Nam được 2 năm. Việt Nam có rất nhiều địa điểm đẹp. Tôi đã đi du lịch, tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam thân thiện, họ nồng hậu và tốt bụng, nhưng có lẽ không phải ai cũng tốt. Tôi yêu đất nước này. Mặc dù chủ yếu là xã hội chủ nghĩa, nhưng Việt Nam đã mở cửa rất nhiều và những cải cách đã đưa họ phát triển nhanh chóng. Sản phẩm của họ có chất lượng cao, dù là quần áo, giày dép hay đồ điện tử. Chúng ta nên làm theo thái độ nghiêm túc của họ đối với cuộc sống và công việc. Người Việt Nam trung bình làm việc chăm chỉ như người Nhật. Là một người đàn ông Mỹ đã bỏ lỡ việc nhập ngũ khoảng 1 năm, cuộc chiến với Việt Nam trông càng ngày càng ngu ngốc, gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng, hủy hoại môi trường và khiến con người bị nhiễm độc. Tất cả chỉ vì sự ngu dốt sâu sắc và sự ngoan cố của những kẻ đứng về phía thực dân Pháp, sau đó là Mỹ. Hệ tư tưởng Cộng sản Nga và Trung Quốc cũng đóng một vai trò nào đó. Thế hệ của tôi thực sự khó khăn khi chính phủ cố gắng cử chúng tôi đến chiến đấu ở Việt Nam. Đôi mắt của chúng tôi đã được mở mang. Một số người có thể nói rằng chúng tôi đã bị lừa bởi sự tuyên truyền về Cộng sản. Nhưng chúng tôi đã có 10 năm chứng kiến thảm họa diễn ra và nó được gây ra bởi một đất nước vẫn hay nói rằng mình có tự do báo chí. Sự tăng trưởng và hiện đại hóa đáng kinh ngạc của Việt Nam. Năm 1975, tất cả những gì chúng ta có thể thấy trên truyền hình là sự tàn phá hoàn toàn của đất nước này do chiến tranh kéo dài hàng thập kỷ. Người Việt Nam chăm chỉ và có tinh thần dân tộc cao. Tôi tự hỏi người dân Việt Nam bình thường nghĩ gì về cuộc chiến kéo dài hàng chục năm giữa Việt Nam và Trung Quốc vào những năm 1980. Người Việt Nam vẫn ghét Trung Quốc vì lý do này sao? Tôi biết cuộc chiến này hoàn toàn không được đề cập đến trong sách giáo khoa lịch sử trung học ở Trung Quốc. Tôi cũng biết phần lịch sử này được nhắc đến trong sách giáo khoa lịch sử bậc phổ thông của Việt Nam, nhưng chỉ có vài chữ. Có vẻ như chính phủ của hai nước đều không muốn cho người dân của mình biết lịch sử này. Tôi là người Trung Quốc và tôi rất thích Việt Nam.
Thật ngạc nhiên là Việt Nam ít nhất có thể duy trì được mạng lưới đường sắt của mình, điều mà Philippines không thể làm được, mặc dù đã bị phá hủy trong cuộc chiến chống Mỹ. Việt Nam đã có chiến tranh từ Thế chiến thứ hai đến những năm 1990. Họ đã đạt được tiến bộ kinh tế lớn kể từ đó chỉ trong 3 thập kỷ. Ở phút thứ 6, 20 giây, không thể ngừng chú ý đến sân ga và lối đi vào lên tàu cùng một độ cao. Điều này giúp ích rất nhiều cho những du khách lớn tuổi hoặc người ngồi xe lăn. Ở Ấn Độ, cơ sở hạ tầng kém và việc này trở nên rất khó khăn. Thứ hai, vào phút thứ 10, 07 giây, người kể chuyện nói, miền Nam và miền Bắc đã bị chia cắt và nửa thế kỷ sau là một kịch bản không ai tưởng tượng được. Điều này một lần nữa hoàn toàn trái ngược với Ấn Độ. Với mỗi năm phát triển, sự chia rẽ giữa miền Nam và miền Bắc ngày càng gia tăng. Phần phía Đông vẫn gặp khó khăn để trở thành xu hướng chủ đạo. Điều này là nhờ ơn các chính trị gia. Quang cảnh đường phố, con người, bầu không khí và thậm chí cả cơ sở hạ tầng, hầu hết mọi thứ đều giống Trung Quốc vào những năm 90 hoặc đầu những năm 2000. Tôi có thể nói nó đã sao chép 80% chế độ của Trung Quốc, nhưng họ từ chối thừa nhận. Đây là cách người Trung Quốc này sử dụng mạng quốc tế. Vậy Thái Lan, Indonesia có quang cảnh giống với Việt Nam thì ai sao chép ai vậy? Có phải cả thế giới đều đang sao chép Trung Quốc, làm đường xây nhà hay không? Còn về chế độ thì Việt Nam và Trung Quốc có cùng hệ tư tưởng và nền văn hóa tương đồng. Việc học hỏi các quốc gia khác không phải là rất bình thường hay sao? Trong số những người phương Đông, người Việt Nam thân thiện nhất, phụ nữ và trẻ em rất dễ thương. Thô lỗ nhất là người Trung Quốc, lịch sự nhất là người Nhật Bản. Chúng tôi, những người châu Phi, chúng tôi yêu mến sự kiên cường và lịch sử hào hùng của người Việt Nam từ Maputo, Mozambique cùng với tình yêu. Tôi đến từ Séc, nơi người Việt luôn làm việc và sinh sống và họ là những người tốt bụng, chăm chỉ nhất mà tôi biết. Tôi thực sự yêu mến họ và thật vui khi thấy quê hương của họ phát triển như thế nào trong những năm qua. Ngả mũ trước các anh chị em Việt Nam của tôi. Là một người Philippines, tôi chỉ có thể ghen tị với quốc gia của các bạn đã tiến được bao xa. Phim tài liệu tuyệt vời từ nhóm DW. Là một người Australia vừa trở về từ chuyến du lịch Việt Nam, tôi có thể nói rằng điều đó thực sự rất ấn tượng và người dân Việt Nam có rất nhiều điều để tự hào về sự phát triển to lớn của quốc gia mình. Rất vui và tự hào cho những người anh chị em Việt Nam của tôi. Tôi là người Ấn Độ và tôi đã đến thăm Việt Nam một mình vào tháng 8 năm 2023 trong 12 ngày. Tôi đã đi chuyến tàu thống nhất từ Đà Nẵng đến Sài Gòn. Tôi rất thích thú khi đi trên tàu và mọi người trên tàu đã mời tôi ăn đồ ăn và thức uống với nụ cười dễ thương. Quả thực là như vậy, đó là chuyến tàu tốt nhất trong cuộc đời tôi cho đến nay. Rất muốn đến thăm một lần nữa vào năm tới. Chúng tôi đến từ Bangladesh, đến thăm Việt Nam khoảng 20 năm trước. Thật là một trải nghiệm thú vị khi biết người Việt Nam đã dũng cảm chiến đấu như thế nào với kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất là Mỹ, đánh bại chúng và giành được độc lập. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất cho dân tộc Việt Nam anh hùng. Tôi ngạc nhiên và kính phục trước cách người Việt Nam có thể đánh đuổi được thực dân Pháp và Mỹ. Việt Nam có vẻ đang phát triển tốt, hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu không có chiến tranh. Tôi yêu thích những bộ phim tài liệu của DW về sự giác ngộ của các quốc gia. Chúng tôi, một cặp vợ chồng người Úc đã khám phá ra Việt Nam vào năm 2000 và hàng năm chúng tôi đều quay lại Việt Nam trừ những năm có dịch Covid. Có thể nói mọi thứ đều có sự tiến bộ, nhưng điều luôn giữ nguyên đó là sự thân thiện và bản chất tốt đẹp của người dân Việt Nam, mà nhiều người trong số họ vẫn có cuộc sống lao động cần cù. Hành trình đường sắt của chúng tôi từ Huế đến Đà Nẵng tuy ngắn nhưng thật ngoạn mục. Hồi tháng 5 về Đà Nẵng nghỉ dưỡng là lần đầu tiên chúng tôi đến Đà Nẵng. Không có con đường ven biển nào đến Hội An. Điều đó có nghĩa là tất nhiên không có khách sạn lớn nào trên bờ biển. Wow, mọi nơi trông thật tuyệt vời. Con tàu trông có vẻ lỗi thời nhưng lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Tôi có thể nói rằng sự sạch sẽ bên trong tàu khiến tôi hài lòng hơn. Tôi đánh giá cao cách người dân Việt Nam có cái nhìn tích cực về những ngày sắp tới. Người Việt Nam có thể rất yêu thương và hiếu khách với khách du lịch, rất đáng xem. Việt Nam là bất khả chiến bại. Tôi đã từng biểu tình trên đường phố chống lại chiến tranh Việt Nam. Tôi ghen tị với người hàng xóm của mình và sự phát triển không ngừng của họ. Ước gì một ngày nào đó tôi có thể ghé thăm. Chúc người Việt Nam may mắn và hy vọng họ tiếp tục làm tốt. Lời chào từ Philippines. Đã đến Hà Nội và Sài Gòn, đất nước xinh đẹp, núi rừng cao, sông hồ nhiều, lúa gạo dồi dào.
thủy hải sản phong phú, không ai bị đói, nên đó là lý do các nước khác thèm muốn Việt Nam. Tôi đã đi cùng một chuyến tàu, mặc dù chỉ cách đó một quãng ngắn giữa Đà Nẵng và Huế cách đây vài năm. Đường bờ biển rất đẹp khi nhìn từ trên tàu. Tuy nhiên, nhà vệ sinh trên tàu chắc chắn sẽ tốt hơn nếu được dọn dẹp thường xuyên hơn. Tôi cũng thấy thú vị khi mỗi toa tàu có một người soát vé riêng và mỗi ga tàu và đường hầm đều có người bảo vệ, một điều không còn thấy ở phương Tây. Một hành trình đường sắt hấp dẫn, thật vui khi thấy đất nước của họ đã phục hồi như thế nào sau cuộc chiến tranh hủy diệt vô nghĩa. Khi sống ở Úc, tôi có nhiều người bạn Việt Nam tốt, họ là những người tốt. Tuổi tác và tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ thật đáng buồn, khiến tôi không thể đến thăm được. Hãy nhìn những con người xinh đẹp và đất nước xinh đẹp từng xảy ra chiến tranh vì lợi ích của một quốc gia khác. Điều tương tự đã xảy ra với rất nhiều quốc gia khác. Việt Nam, như Anthony Bourdain đã từng nói, Việt Nam sẽ thay đổi vẻ đẹp, văn hóa, con người của họ. Một khi bạn ghé thăm, bạn sẽ không bao giờ giống như trước đây được nữa. Và anh ấy đã nói đúng. Việt Nam nằm trong danh sách những quốc gia yêu thích của tôi. Quả là một quốc gia có con người xinh đẹp. Và tôi thậm chí không phải là người châu Á mà là người Mỹ. Rất nhiều sự tôn trọng. Trên đây là một vài bình luận từ cư dân mạng quốc tế. Có thể thấy hầu hết người dân trên thế giới đều biết đến lịch sử hào hùng và đau thương của dân tộc Việt Nam. Và dù video này có không nhắc đến sự tàn bạo của Mỹ và những tội ác mà Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam, thì cũng rất nhiều người đều biết rõ. Các bạn thấy như thế nào về video này? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.